Rồi cầm được, có rượt nhá. Em quay đấy. Quay rồi hả? Các bạn đang thấy con ếch vãi lồn gì kìa. Ui con này rất sụp nhém. Bắt để nó còn sống đi. Ôi giời. Đây này này. Ôi giời. Đưa cái giỏ cho em. Quay đi. Chả đang quay. Bên này nó là đại lý ếch các bạn ạ. Ôi giời, ở trong hang này. Ấy, các chú ếch của mình đây này. Ôi giời ơi. 1 2 3 4 con. Đây mày được đi. Đây đây qua bên này đây, đây bắt đây thì bắt đi. Con này kìa. Đây mày con. 4 con. Bắt qua bên này trước lẻ trước ha. Quay quay đi. Dị vô. Ôi, đấy, chuột phát luôn. Ôi, bắt ếch dễ như tờ bắn tay ấy. Phải ếch không hay là con gì đấy? Không, ếch là cóc à? Thế sao nó kêu thế? Con nó chẳng kêu. Ôi, đấy. Ôi, trời ơi. Đấy, con to bên dưới chứ. Con dưới này mới to này. Đấy. Con bên dưới đấy mới to. Để chúng nó nhìn không nó. Tóm lại lấy con dưới đấy trước đi, con đấy to hơn. Nó ngoan nhỉ. Nó đấy ngoan. Ồ kìa mẹ nó ở kia rồi, em thấy rồi. Kì nó. Chúng này về hai anh em hôm nay lên. Không phải ếch đâu à? Hả? Sao ếch gì nó kêu thế này? Hả? Gì? Không phải ếch đâu phải không? Ghê chưa? Chưa khi nào bắt ếch dễ kiểu này. Ôi dồi một đàn trong luôn. Vãi thật. Có mày ướt kìa. Hài đéo chịu nổi. Ôi kinh như. Con. Ờ rồi bắt còn con nữa. Ôi, con cá luffy này. Con này đâu rồi? Tiếp tục. Thôi chúng lấy dưới này đi. Đây đây, nó nổi lên kia, bắn. Đâu? Để sủng đấy. À, không, đấy bây giờ đi lấy con này đấy. Để, trong này, ôi trời ơi. Tình quá. Ôi, con này to. Quay con dự yến máy. Trong này, trong đây hai con vô mũi phát cái tay hai con luôn đi. Không nó chạy đi. Bới ông phổ phát luôn hai con. Đếm. Ô, xịn ngoan. Xin chào em. Hello. Ôi, bắt lấy nó. Ôi giời, kì nó. Bắt gì cho lắm. Ôi dồi ôi, đi đâu hết. Ôi dồi, hai em này ngoan thế đây này. Đâu nữa ạ? Hai em này ngoan đấy. Ôi dồi. Trên kia một em nữa, trên dưới có chào em nhé. Bắt con to chứ. Đấy, bay. Ở đây, đây. Vồ bắt vào luôn đi. Vồ nhớ. Bắt ếch như bắt lồn. Em bắt nhớ thôi, chứ em mà bắt thật thì. Ôi, đây em nữa này. Đấy. Đi non sờ anh nặng mặt trời à. Ôi, bay mất rồi. Nông sờ anh nặng mặt trời nhỉ. Từng này phá hồ rồi. Vâng. Mấy cấn ếch rồi. Này những hàng ếch từng vãi lồn. Hết rồi. Hả? Lên, hết rồi. Chỗ đây rồi này, đậm chạy hết rồi. Nắng đậm à? Ờ. Kinh quá. Khiếp. Sao lại có nhiều ếch thế này nhỉ? Có phải ếch không ta? Ếch con gì? Lấy xuống đây, bắt con này này. Con nào? Nó vừa nổi thì cái đâu lên đó mà. Nó chạy rồi. Đến đây bỏ cái đâu. Nó chắc thì hơi dưới này. Ôi dồi, kia kìa. Nó lên kia nó ngồi ở kia kìa. Đấy. Nó lên đây ngồi. Ôi, hai con nhá, ở dưới một con nữa. Vồ thì vồ luôn hắn đi. Vô thì vô luôn hắn đi. Vô chứ. Ừ. À, đấy. Chứ khi nào bắt ếch dễ như này thì
phải ếch không ta? Cóc. Con ấy tí nó kêu về theo đường. Thế thôi anh em. Thế rồi. Con quái không? Con chạy mà. 5 phút. Chìa khóa đâu, đừng để nó rơi. Ui cá này. Nè. Ui cá có thế. Bệ này cầm để anh bắn cá bây giờ đấy. Cầm đi, cầm đi. Quay 5 phút rồi à? Bệ cầm nhá để. Được 3 kỳ ếch rồi. Không động nữa để anh